Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị một cặp loa rất là nổi tiếng đến từ Anh Quốc, đó là loa tai nôi D700. Nói đến thương hiệu loa tai nôi thì hầu hết các bác chơi audio cũng đều biết rồi. Đây là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây là một dòng loa quý tộc với cái thiết kế tinh tế và rất là sang trọng. Còn cái chất âm của nó thì là tuyệt vời rồi. Em cũng không nói quá nhiều về cái chất âm của nó, còn tùy thuộc theo cảm nhận của đôi tai của các bác. Loa thì về trong tình trạng là loa đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Đây là đôi loa tai nôi D700 Cherry. Nó có hai đời, một đời là Rosewood và một đời là Cherry. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại cũng như quay các mặt cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cái mức độ đẹp của đôi loa này. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là đôi D700 rất là đẹp luôn các bác nhé. Và loa sử dụng có hai bát này. Trên này nó là bát đồng trục và sử dụng gân cao su đấy. Và bên dưới nó là một bát 20 bát 20, và cái bát này nó là một cái loại bát hỗ trợ thêm cái giải trầm, nên là những dòng loa này cái giải trầm nó cực kỳ là ấn tượng luôn, và cái giải trầm rất là mạnh mẽ luôn, phù hợp với những cái không gian rộng. Nên là các bác có cái không gian rộng thì những cái cặp loa này nó là sự lựa chọn là tuyệt vời rồi. Loa thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái màng nó soi gương được các bác nhé. Đấy. Họng kèn và vàng chóe luôn. Em sẽ quay bốn xung quanh để cho các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này. Đấy, đây là cái phần hông của đôi loa tai nôi D700 Cherry. Các bác có nhìn thấy cái vân nó không? Vân nó giống như là cái con bọ cạp ấy. Đây là trùng vân luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Những cái vân này cũng tương đối là hiếm. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhé. Và đây là cái mặt sau của đôi loa. Loa sử dụng hai lỗ thông hơi đằng sau. Đấy. Loa sử dụng hai lỗ thông hơi. Đây. D700 Cherry. Rất là đẹp luôn. Là cái phần hông bên này. Nói chung là một cái cặp loa tai nôi D700 tuyệt đẹp, và lại trùng vân như thế này. Đấy, trùng bốn mặt luôn các bác nhé, trùng bốn mặt luôn. Và cái giá em để cho các bác là giá 80 triệu. Những dòng Rosewood thì nó rẻ hơn, còn những cái đôi đẹp và đôi Cherry này thì nó đắt hơn một ít. Và bây giờ em sẽ quay và em sẽ test nhạc cho các bác để các bác trải nghiệm chất âm của đôi loa tai nôi D700 này. Phượng xác phượng.
Rất là hay luôn các bạn. Với cảm nhận cá nhân của em thì rất là tuyệt vời luôn. Video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.